trưởng ạ. Hôm nay chúng ta có vui không? Có thích không? Có buồn không? Có chán không? Có sleepy không? Sleepy là gì nhỉ? Ok, không được rồi. Vậy chúng ta thấy hôm nay chúng ta có đen có nhiều không? Có nhiều không? Thầy giáo có nói tiếng Việt không? Và chúng ta hiểu và tương tác được với thầy. Vậy thì tại sao? Vì chúng ta cần có môi trường đúng không? Thế chúng ta học đen chưa? Và bây giờ chúng ta có cơ hội đến chính là môi trường để phát huy những gì chúng ta đã học đúng không? Giống như chúng ta đi lên bầu chơi chẳng hạn, hoặc ra một đường gặp một người nước ngoài, chúng ta sẽ chào là hello. Chúng ta cũng nói là xin chào đúng không? Hai từ hello được. Vậy là chúng ta bộ não chúng ta rất là thông minh, sẽ hoạt động theo cách chúng ta tối ưu nhất, thông minh nhất và dễ dàng nhất, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta đã có một giờ học rất là thú vị, rất là vui vì lớp chúng ta học giỏi, trật tự, chăm ngoan, đúng không? Lớp em vui không? Có thích không? Các bạn muốn học tiết học vui như thế này? Đây là ok. Bao nhiêu bạn muốn học với giáo viên nước ngoài để có tiết học thú vị thế này? Ok. Rèn cho chúng ta rất là ngoan, học rất là giỏi. Vậy có biết ơn cô Cúc không? Có. Vậy biết ơn cô Cúc nói tiếng Anh là gì? I love you. Vâng, là gì? Rất nhiều. Vậy là chúng ta nói là thank you teacher Nguyễn Thị Kim Cúc. Ok. Nào. 1, 2, 3, go. Ngoài bất cứ tiết học nào chúng ta cũng vui vẻ, tích cực, năng động như thế này nhé.